Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin của chung cư Mulberry Lane. Thưa quý vị và các bạn, hội chợ từ thiện là một sự kiện cộng đồng nổi bật hàng năm tại chung cư Mulberry Lane, trở thành một nét đẹp văn hóa thể hiện sự tương thân tương ái, một nghĩa cử cao đẹp của cư dân đang sinh sống tại Mulberry Lane. Đây vừa là một ngày hội gia đình vui vẻ, một dịp để chào đón lễ hội cuối năm và cơ hội mua sắm cho lễ Giáng sinh, đồng thời với mong muốn dành tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn những món quà ý nghĩa. Năm nay, hội chợ từ thiện thu hút được đông đảo cư dân tham gia với gần 50 gian hàng bày bán các sản phẩm và dịch vụ đa dạng, từ đồ dùng gia đình, thực phẩm rau quả sạch, đồ uống đến các sản phẩm làm đẹp như mỹ phẩm, quần áo, phụ kiện, giày dép. Khu bày bán thực phẩm rau quả thu hút rất đông mọi người đến tham quan mua sắm bởi các sản phẩm bày bán đều là thực phẩm sạch và an toàn. Đây đều là sản phẩm cây nhà lá vườn hay được đem ra từ chính quê hương của những cư dân ở đây. Với những bạn nhỏ say mê đồ chơi thì gian hàng bán đồ chơi không thể bỏ lỡ trong hội chợ năm nay. Các mặt hàng đồ chơi được bày bán đa dạng, phục vụ cho mọi lứa tuổi thiếu nhi, từ xe ô tô, siêu nhân cho đến búp bê. Đồ hàng đặc biệt là sự xuất hiện của những ông già Noel cũng làm tăng thêm sự sinh động, màu sắc cho lễ hội Giáng sinh. Trên đây, chúng tôi xin điểm qua một số thông tin nổi bật diễn ra tại tòa nhà Mulberry Lane tuần vừa qua. Kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh thật ý nghĩa và một năm mới an khang, hạnh phúc.